Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tháo lắp và vệ sinh cánh quạt Azuki Super Ultra. Việc đầu tiên chúng ta sẽ tháo lồng quạt. Tiếp theo đó chúng ta sẽ tháo tách rời cánh quạt và ra khỏi trục quay. Bằng cách này chúng ta sẽ dùng lực vào tay phải và vỗ nhẹ vào lòng bàn tay trái. Cánh quạt lúc đó sẽ được tách rời. Tiếp theo công việc của chúng ta sẽ là vệ sinh các cánh quạt mặt trước và mặt sau và tra dầu và động cơ. Sau khi chúng ta đã vệ sinh cánh quạt và động cơ xong, chúng ta sẽ lắp lại trục quay. Chúng ta sẽ ấn một thao tác, ấn là đó, và sau đó sẽ lắp lại lồng quạt. Cảm ơn các bạn.